Mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe tâm sự có tiêu đề Người chồng khốn khổ với cô vợ quá máu lửa. Hôn nhân của Đăng và Tuyết đến nay mới tròn một năm, nhưng đi đâu Đăng cũng bị người thân quở vì người anh ngày càng xơ xác, gầy tông teo. Bạn bè thân của Đăng biết rõ sự tình bên trong, nên mỗi lần nhìn vẻ mặt khổ sở của thằng bạn, họ chỉ còn cách bấm bụng nhịn cười. Khi mới quen Tuyết, Đăng cũng chỉ biết lơ mơ là Tuyết có nhu cầu cao trong chuyện ấy. Bởi khi còn hẹn hò, Tuyết thường chủ động hẹn Đăng vào nhà nghỉ. Đăng cũng thèm thuồng lắm, nhưng mỗi lần được Tuyết gợi ý, anh cố gắng kìm nén và dãy nảy lên bảo: khi nào cưới nhau, anh sẽ chiều em từ A đến Z, chưa cưới mà vào đó thì thiệt thòi cho em lắm. Tuyết nghe xong thì ửng đỏ cả mặt, cô hạnh phúc vì yêu trúng anh chàng quá tâm lý. Nhưng có nằm mơ, Tuyết cũng không ngờ tới lý do thực sự của anh. Vì Tuyết quá xinh đẹp, vây quanh cô có quá nhiều chàng trai tán tỉnh, Đăng sợ bị đổ vỏ nên mới đề cao cảnh giác đến thế. Đêm tân hôn, đúng như lời hứa, Đăng đã chiều chuộng Tuyết từ A đến Z. Tuyết hạnh phúc vì Đăng quá mạnh mẽ, anh khiến cô trở thành người đàn bà hạnh phúc nhất trên đời. Nhưng sau đó, cơn ác mộng mới thực sự đến với Đăng. Tối nào, Tuyết cũng đòi hỏi chuyện ấy. Thời gian đầu, Đăng cố gắng hầu hạ vợ như bà hoàng, nhưng dần dà, Đăng thấy đuối vì trong vợ lúc nào cũng khao khát. Đôi khi Đăng mệt đến nỗi muốn nghỉ giữa hẹp. Tuyết không biết là vô tình hay cố ý mà trêu anh: sao anh yếu thế? Bạn thân của em kể tối nào nó cũng hăng say với chồng, nghe mà em cảm thấy ghen tị quá. Đăng rất buồn bực vì vợ chê yếu chuyện ấy. Anh cũng bình thường như bao gã đàn ông khác thôi, chỉ có Tuyết là bất thường. Tối nào không có chuyện ấy thì Tuyết sẽ ngủ không được. Có hôm Đăng giả vờ nằm im lìm, không thèm đụng vào vợ. Thế là Tuyết giỏi quay qua nhéo anh một cái thật đau. Cô trách chồng bằng giọng nũng nịu: anh bảo khi cưới về sẽ chiều em từ A đến Z mà, sao bây giờ em nằm tên hơn thế này anh cũng không thèm đụng vào. Đăng thấy thương cảm cho vợ, thế là quay qua định ôm cô vào lòng an ủi. Nhưng Tuyết lại tưởng Đăng đang hưởng ứng theo ý muốn của cô, nên tiện tay cởi sạch đồ trên người rồi dụi vào lòng Đăng. Ôi, thế này có chết anh không cơ chứ. Có hôm Đăng chỉ muốn ôm Tuyết vào lòng ngủ. Sau ngày dài làm việc trên công ty, anh đã quá mệt mỏi, không còn hơi sức đâu mà chịu chuộng vợ chuyện ấy. Nhưng Tuyết không chịu buông tha cho anh, cô liên tục chạm vào những bộ phận nhạy cảm trên người Đăng. Sự chủ động trên giường của Tuyết đôi khi khiến Đăng cảm thấy mất mặt. Lẽ nào anh yếu đến mức vợ phải dẫn dắt cả chuyện tới nhì như vậy? Thế là Đăng gắt lên. Anh tự hỏi, trước khi cưới anh, em đã lên giường với bao nhiêu thằng? Sao lúc nào trông em cũng như thiếu thốn chuyện ấy vậy? Tuyết sững sờ khi nghe chồng nói, mặt cô đỏ vì thẹn và xấu hổ. Cô bắt đầu rơm rớm nước mắt rồi khóc ngay sau đó. Đăng nhận ra anh đã nói quá lời, thế là anh định ôm Tuyết vào lòng an ủi. Nhưng Tuyết dãy nảy lên và đẩy anh ra, giọng cô run rẩy: nếu anh đã nghĩ về em như vậy thì tại sao anh còn cưới em? Chẳng lẽ muốn yêu chiều trên giường cũng sai sao? Nếu em không chủ động, liệu anh có đụng vào em không? Anh lúc nào cũng viện cớ bận rộn công việc, em chỉ muốn giúp anh giải tỏa cảm xúc thôi. Nói xong, Tuyết mặc áo quần vào rồi nằm quay lưng về phía chồng. Cô giận vì Đăng không biết hưởng thụ, lại còn suy đoán vớ vẩn về quá khứ của cô. Tuyết thừa nhận là cô có sở thích bất tận về chuyện giường chiếu. Chồng không thông cảm thì thôi, anh lại còn đánh giá cô với thái độ tiêu cực như vậy. Tuyết quả thật rất buồn lòng về người chồng đầu ấp tay gối của mình. Kể từ ngày Tuyết giận dỗi, Đăng cũng chẳng sung sướng gì. Tuyết không còn cố tình quyến rũ anh bằng những bộ váy ngủ gợi cảm. Tối nào lên giường, cô cũng tắt đèn đi ngủ luôn. Khi anh chạm vào người cô, Tuyết sẽ đánh vào tay anh thật đau. Đăng biết là những lời nói ra hôm ấy đã khiến vợ bị tổn thương, nhưng anh có thể làm gì khác đây? Vợ hăng say chuyện ấy khiến Đăng cảm thấy áp lực. Anh lúng túng khi để vợ nhìn thấy bộ dạng anh đuối sức so với cô ấy. Nó chẳng khác nào đánh vào lòng tự trọng của bản lĩnh đàn ông. Đăng thực sự mệt mỏi và không biết nên làm thế nào mới đúng. Chẳng lẽ anh cứ phải chiều chuộng cảm xúc của vợ và bỏ mặc cảm xúc của chính mình? Lệch 40 tuổi, vợ chồng khóc ròng mỗi đêm. Dù đã qua tuổi 65 nhưng ông Hắc vẫn quyết tâm cưới cô gái 25 tuổi về làm vợ. Cuộc sống của họ rơi vào bế tắc khi cô vợ trẻ trung tràn đầy sức sống trên người chồng già yếu không còn sức hấp dẫn. Bàn về chuyện lật pha tình dục, chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn An Chất chỉ ra rằng nguyên nhân khá lớn là ở sự chênh lệch độ tuổi. Ông nói, người xưa cho rằng chồng già vợ trẻ là tiên, vợ già chồng trẻ là tiền vứt đi. Tuy nhiên chồng già cũng không nên để chênh lệch vợ quá nhiều tuổi,
bởi các tính toán khoa học cho thấy khoảng cách tuổi tác quá lớn giữa hai vợ chồng sẽ dẫn đến thiếu hòa hợp về tình dục lẫn lối sống. Trường hợp dưới đây là một bi kịch như vậy. Ông Chất kể là một kỹ sư về hưu ở tuổi 65, nhưng tâm hồn ông Lê Mặt Hắc, Hà Nội vẫn tươi trẻ yêu đời. Vợ đầu của ông mất sớm, ông kết duyên lần nữa với người vợ thứ hai. Nhưng mối duyên này không kéo dài, họ đưa nhau ra tòa khi các con đã lớn. Ở tuổi ngoài 60, mặc cho con cái ngăn cản, ông vẫn đem lòng yêu chị T, một cô gái từ quê lên thành phố làm thuê. Sau một thời gian qua lại, ông gây sốc cho cả gia đình khi quyết định cưới cô gái vừa qua tuổi 25 ấy về làm vợ ba. Lúc này ông đã quá ngót nghét tuổi 65. Khi các con phản đối, ông tuyên bố sẵn sàng từ con bỏ nhà theo người tình. Xót cha ở tuổi cao mà phải vất vưởng đi thuê nhà, nên các con ông đành tặc lưới chấp nhận để ông muốn làm gì thì làm. Thế là ông tổ chức đám cưới rình rang, rước cô vợ trẻ về làm vợ. Về phần T, là một phụ nữ không quá xinh đẹp nhưng khéo léo, khôn ngoan, từ quê ra thành phố lập nghiệp. Chị muốn tìm được một người đàn ông có điều kiện che chở, bởi chị đã quá chán cảnh phải cực nhọc làm thuê ở trọ trong những căn nhà lụp sụp, tiền thiếu trước hụt sau. Cuối cùng, bỏ qua mọi rào cản, điều tiếng, chị quyết tâm theo ông Hắc. Ban đầu cuộc sống của họ khá hạnh phúc, ông Hắc là người chiều chuộng vợ. Kinh tế cả hai cũng không phải lo nghĩ nhiều, do ông Hắc có lương hưu và một tài khoản tích góp ở ngân hàng. Chị T chỉ việc ở nhà nội trợ chăm sóc chồng. Ông Hắc ngoài thời gian sinh hoạt ở câu lạc bộ hưu trí thì ở nhà quây quần bên vợ trẻ. Tuy nhiên họ gặp phải vướng mắc trong đời sống chăn gối. Nhu cầu của hai đều cao, nhất là chị T. Chị muốn được chồng đáp ứng hàng ngày, thậm chí vừa xong hiệp một, ông Hắc muốn ngủ cho lại sức thì chị T lại quay sang ôm chồng thủ thỉ muốn lần hai. Mặc dù vẫn nhiều ham muốn, vẫn muốn chiều vợ, nhưng sức khỏe người đàn ông ở tuổi 65 không cho phép. Ban đầu ông vẫn cố làm cho vợ vui, nhưng lâu dần ông mệt mỏi nên đành lẩn tránh. Khi không được chồng đáp ứng, chị T giận dỗi, trách móc. Cuộc sống của họ không còn được thoải mái như ban đầu. Càng bị vợ chê trách, ông Hắc càng tự ti, chuyện ấy của họ càng thêm bế tắc. Cuối cùng chị T bắt đầu cảm thấy chán chồng. Chị nghĩ mình còn trẻ đẹp mà phải ở chung với người chồng đã già cả, chậm chạp thì không đành lòng. Chị không dám bỏ chồng bởi ông Hắc đem đến cho chị cuộc sống khá đầy đủ, sung túc. Nếu theo một người đàn ông trẻ khác, chắc gì chị đã được như hiện tại. Chị phải tìm niềm vui ở những cuộc hẹn, những mối quan hệ bên ngoài. Tuần suất gặp gỡ, hẹn hò của chị ngày càng nhiều. Chị tham gia các lớp học nhảy, theo những cô bạn lên ba mỗi tối, mặc cho ông Hắc ở nhà tức tối, bực dọc. Ông ghen với vợ, nhưng khi vợ bảo lỗi tại ông nên tôi phải ra ngoài gặp bạn bè cho khuây khỏe, thì ông đành câm nín, không dám trách móc gì. Thấy vợ suốt ngày son phấn, đi sớm về muộn nên ông nhờ người theo dõi. Cuối cùng ông Hắc cũng bắt được quả tang vợ ngoại tình. Quá sức chịu đựng, ông tuyên bố ly hôn. Khi bị chồng làm căng, người vợ trẻ khóc lóc, ăn năn hối hận. Trước những giọt nước mắt của vợ, ông lại mềm lòng. Về trường hợp này, chuyên gia tư vấn tâm lý Nguyễn An Chất cho rằng lật pha tình dục đến từ nguyên nhân chênh lệch quá lớn về tuổi tác. Qua thời gian, đàn ông cũng như phụ nữ không chỉ sức khỏe tình dục suy giảm theo một quy luật mà nhiều biến động khác liên quan đến tâm sinh lý cũng xuất hiện. Hơn nữa, sự chênh lệch tuổi tác đôi khi cũng đồng nghĩa với sự chênh lệch về ham muốn, thói quen, khiến vợ chồng khó có thể thỏa mãn nhau về mặt tình dục. Ông Nguyễn An Chất nhấn mạnh, vợ chồng ông Hắc nên thẳng thắn trao đổi những điều mình nghĩ về chuyện chăn gối. Một người cần phải kiềm chế ham muốn, còn người kia phải có những liệu pháp cải thiện quan hệ tình dục của cả hai. Ông Hắc có thể dùng thuốc và các phương pháp khác hỗ trợ cho việc tái lập lại khả năng sinh dục cho nam giới. Để cả hai có sức khỏe tốt, duy trì chuyện phòng the thì vợ chồng nên thường xuyên cùng nhau tập thể dục mỗi ngày. Chú ý rèn luyện phần nửa thân dưới vì khả năng sinh dục có liên quan nhiều với đoạn từ thắt lưng trở xuống. Ngoài ra trong ăn uống, người cao tuổi cũng nên ăn nhiều hải sản giàu chất kẽm, tăng cường sinh lực và bổ sung vitamin E chống lão hóa và tăng cường tuyến sinh dục. Cụ ông gần 70 tuổi hiếp dâm bé 15 tuổi sinh con. Sang nhà nạn nhân uống rượu, cụ ông gần 70 tuổi đã quan hệ tình dục với bé gái 15 tuổi ngay tại bàn học nhiều lần. Ngày 12 tháng 9, Tòa án Nhân dân tỉnh Nghệ An xét xử bị cáo Uông Nhật Được, 68 tuổi, trú tại xã Hưng Lộc, thành phố Vinh, Nghệ An, về tội hiếp dâm trẻ em và giao cấu với trẻ em. Theo cáo trạng, từ ngày 19 tháng 4 năm 2014 đến khoảng tháng 10 năm 2015, Uông Nhật Được lợi dụng lúc mẹ cháu L, 15 tuổi, vắng nhà để quan hệ nhiều lần với cháu L.
lần đầu tiên vào khoảng 14 giờ ngày 19 tháng 4 năm 2014, được qua nhà cháu L mua rượu uống. Lúc này chỉ có cháu L ở nhà nên sau khi uống rượu, được tiến vào bàn học của L rồi thực hiện hành vi giao cấu. Sau khi thỏa mãn, được dặn L không sao đâu, đừng nói với ai, không xấu hổ cả ông và cháu, rồi đưa cho L 100.000 đồng. Suốt gần một năm, được liên tục qua nhà L lúc mẹ cháu đi vắng để thực hiện hành vi đồi bại. Đến ngày 5 tháng 12 năm 2015, chị T, mẹ cháu L, phát hiện con gái có nhiều biểu hiện bất thường nên đưa đi khám. Kết quả cháu L có thai 26 tuần tuổi. Ngày 3 tháng 3 năm 2016, cháu L sinh một bé trai. Kết quả giám định ADN cho thấy bé trai là con của Được. Đứng trước vằn móng ngựa, bị cáo Được thừa nhận hành vi của mình, đồng thời xin tòa xem xét giảm án để về nuôi con. Bị cáo Uông Nhật Được còn trơ trẽn nói: "Tôi hối hận vì hành vi của mình lúc uống say rượu, nhưng tôi tự hào vì đã có thêm một đứa con." Tại tòa, ở hàng ghế sau, cháu L vẫn khoác lên mình chiếc áo đồng phục học sinh, khuôn mặt gầy, ngây thơ. Sau khi sinh, cháu L tiếp tục đến trường để đi học. Tuy nhiên, mẹ cháu L cho biết: "Tội con bé lắm, giờ đi học bị người ta dị nghị suốt." Khi chủ tọa hỏi tên con, L ngơ ngác vì chưa đặt tên cho cháu bé. Bà T yêu cầu tòa xử nghiêm hành vi của bị cáo và bị cáo phải có trách nhiệm chu cấp nuôi dưỡng cho bé trai cũng như bồi thường cho L. Sau thời gian nghị án, hội đồng xét xử chưa đưa ra bản án cho bị cáo vì cần thêm thời gian xem xét.